Vào năm 1887 thì cái ông Astley này có cái máy sản xuất chai nhanh nhất mà nó đã tồn tại tại thời điểm đó ha, at the time, tức là nhanh nhất tại thời điểm đó. Ok, giờ Linh đang rồi câu số 9 nè. Hoàng Phúc. Dạ. Câu số 9 nên chọn là chu. True. Rồi, tại sao true vậy? Ở cái đoạn Đoạn này đánh số à. Đánh số cho nó dễ à. 1, 2, 3, 4, 5. Đoạn 5 đúng không? dạ, ở đây năm. Rồi, 6, 7. Rồi, đoạn 5 nè. Ashley có tên. Rồi, nhanh nhất không? Nhanh nhất là nó là ổng sản xuất cho được 200 chai trong một giờ, nhanh gấp 3 lần sản xuất ở trước. Nhanh gấp 3 lần bất cứ cái cách sản xuất nào khác. Như vậy ở đây sẽ là true. Phúc làm bài chưa? Vậy rồi em làm được cái phần chu phong rồi. Hả, mới là phát hai hả? Ừ, có bạn thêm Phúc nữa, hai bạn Phúc rồi. Ok, làm phát hai thôi. Rồi, rồi câu số 9 đúng rồi đó. Như vậy ở đây có cái nào bằng nghĩa với cái mà máy nhanh nhất? Nhanh nhất là bằng câu nào, chữ nào vậy Phúc? Hàng Phúc, Dạ. cái máy mà nhanh nhất, người ta nói cái máy mà nhanh nhất, sản xuất nhanh nhất trong đoạn văn á, cái chỗ nào nó bằng với chữ nhanh nhất? Three time weaker Three time quicker than any, đúng không? Như vậy so sánh nhất, nếu mà mình muốn đổi thành so sánh hơn thì nó sẽ là nhanh hơn hay nhiều hơn bất cứ cái gì khác. Any ha. Rồi, đúng rồi. True. Câu số 10, hình dung. Michael Owen được thuê bởi một công ty Mỹ lớn không, của Mỹ để mà sáng chế ra, để mà thiết kế ra một cái máy sản xuất chai hoàn toàn tự động. Rồi. Được không? Có thuê không? Em nghĩ thôi nè. Không. False. Vậy là tại sao sai? Dạ, ở đoạn số 5 là có cái câu là day in night. Đoạn 5 nè. Day in. Cái đoạn số 5 á. Có nghĩa sau cái tên của Michael không? Thì có ghi là founder of The Owen Automation Company, cái ổng là chủ, ổng sáng lập ra Công ty này. cái công ty này Rồi. chứ không phải là thuê. Như vậy ổng là chủ đúng không? Chứ ổng không phải là thuê. Như vậy con này thành false ngay lập tức. Đúng rồi. Dễ quá. Rồi. Tiếp theo. Câu số 11. Linh đang làm chưa? Rồi. Ngày nay phần lớn thủy tinh được sản xuất bởi những công ty lớn, những nhà sản xuất lớn trên thế giới quốc tế đó. Những công ty quốc tế, đúng không? Nó ghi vần không có nói ngày nay. Owen could produce và today đúng không? Ngày nay là today bằng với nowadays. Ngày nay thì glass making, cái việc làm thủy tinh, nó là một cái ngành rất là lớn và nó đã trở thành một cái ngành công nghiệp hiện đại, modern, high tech, công nghệ cao, và nó hoạt động ở trong một cái thị trường ha, global market, thị trường toàn cầu, cạnh tranh rất là gay gắt, fierce là tàn bạo ha, tàn nhẫn, hung bạo, hung dữ, có nghĩa là cạnh tranh rất là gay gắt. Rồi ở đây nó không có nói gì về công ty nào, đa số ở đâu cả, nó ghi vần chính xác. Phúc làm được không? À, quên, Thiên Phúc làm được con nào không? Chưa làm này hả? Để đợi một xíu. 24. Rồi. Câu số 12. Mối lo ngại về môi trường nó là cái đang leading đúng không? Đang dẫn đến cái việc là tăng cái nhu cầu
cho những cái container là gì? Thiên Phúc suy nghĩ coi, người ta lo cho môi trường, thành ra đang dẫn tới người ta đang cần cần cái gì đó làm bằng thủy tinh. Container là gì? Container là gì? Container chứa đựng, như vậy cái đồ chứa đúng không? Container các bạn hay sử dụng ở mỗi ngày là cái gì? Ly thủy tinh. Mà giờ không không ai xài ly thủy tinh nhiều đem đi làm đi học nữa, mà là ly giữ nhiệt đúng không? Để xài đi xài lại nhiều ha. Rồi đó, câu số 12 như vậy là leading ha, do cái lo ngại này dẫn đến cái nhu cầu kia, nhu cầu về thủy tinh. Ok, Ngọc Huyền. Dạ em đây ạ. Rồi, Huyền cho thầy câu số 12. 11 là nó given rồi. Em cho thầy câu 12 là true ạ. True à? Ok. Em cho thầy là ở đoạn nào đi, em quên mất. Mối lo ngại là số, để coi, là số 7 đúng không? Dạ vâng. Đoạn cuối Thì đúng không? nó ở chỗ Tại thấy có chữ concern nè, đúng không? Environment nữa nè. ở câu đầu Class control. là thủy tinh là Ideal là câu đầu ạ. câu đầu. Ok, Ngọc Huyền dịch cho thầy được không? Thủy tinh là một vật liệu lý tưởng cho tái chế và làm tăng mối quan tâm của người tiêu dùng đối với vấn đề xanh. Các loại chai thủy tinh và lọ thủy tinh ngày càng trở nên phổ biến. Đúng rồi, ok, chính xác. Như vậy ở đây mình thấy được là thủy tinh là một cái vật liệu rất là lý tưởng, và với cái sự lo ngại ngày càng tăng của những người tiêu dùng liên quan đến những vấn đề về xanh, tức là môi trường, thì cái chai thủy tinh và lọ thủy tinh đang trở nên ngày càng phổ biến hơn bao giờ hết ha, evermore. Rồi, ok, chính xác. Như vậy là true, hợp lý. Câu số 13, so sánh hơn. Đắt tiền hơn để mình sản xuất ra những cái thủy tinh mà tái chế so với việc mình sản xuất cái thủy tinh mới. À, như vậy đối với cái việc sản xuất thủy tinh á, làm mới thì rẻ hơn là mình là sử dụng cái thủy, sản xuất cái tái chế. Phúc làm được. Thiên Phúc nhìn đi, nhìn vô cái đoạn văn, đoạn cuối luôn đó. 1 phút cho em 40 giây thôi. Rồi, cái đoạn nào so sánh về giá cả, đập vô mắt mình có chỗ nào mình thấy chỗ nào liền đúng không? Và danh từ recycle class và new có không? Đây thầy thấy có chữ recycle glass. Đây này có chữ production cost, giá sản xuất. Nó đang nói là mình sản xuất cái tái chế thì đắt tiền hơn mình sản xuất mới đó. Suy nghĩ chút xíu nữa đi, Hoàng Phúc. Rồi, em thử câu đó rồi, câu 13 kìa. Câu 13 là phones. Tại sao phones? Cái đoạn 7 thì nó kêu là this also save phone and production cost. Nên nó đi ngược lại cái ý trên cái bài. Vậy cái nào sẽ đại diện cho new class?
cái recycle glass. Recycle glass thì bằng với recycle glass rồi. Oh. Đúng không? Vậy cái nào nó so sánh cái recycle glass với cái gì? New glass. Raw material. Chính xác. Raw material là gì hả? Hồng Phúc. Hồng Phúc. Nguyên liệu thô. Đúng không? Nguyên liệu thô. Các bạn mà thích chụp hình á, các bạn hay nghe có cái file gọi là file raw á, là file thô, tức là file chưa chỉnh sửa gì hết, đó là thô. Hay raw tức là chưa xử lý gì hết. Rồi. Bạn nói là câu này là font, còn Thiên Phúc. Thấy chưa? Phô đúng không? Vậy là sản xuất cái nào? Cái thủy tinh mới mắc tiền hơn chứ đúng không? Tại vì sao? Mình đọc mình sẽ thấy là tại vì ít năng lượng cần để melt. Melt là gì? Giờ này thời tiết này gọi là melting hot. Melt là nói về núi lửa. Nóng quá nó chảy ra luôn. Melt là tan băng, chảy, tan chảy ha. Rồi, như vậy ít bởi vì người ta nói là ít năng lượng cần để mà để làm chảy những cái thủy tinh mà tái chế so với việc là mình phải nấu chảy những cái nguyên liệu thô, tức là làm ra thủy tinh mới. Thành ra là tiết kiệm được, thứ nhất là nguyên liệu, nhiên liệu, thứ hai là giá thành sản xuất. Như vậy là sản xuất cái recycled glass nó sẽ rẻ tiền hơn đúng không? Là less đúng không? Rồi, như vậy con này là false đúng rồi. Ok, đoạn số 2. Bring back the big cat. Đem lại. Hãy đem về những con mèo lớn. Quay trở lại ha, đem lại những con mèo ngày xưa. Rồi, trắc nghiệm. Introducing the lynx. Lynx. Con mèo. Đây có con lynx ha, lynx. Là một con mèo của ngày xưa. Rồi, trắc nghiệm trước kìa. Hạnh Dung, câu đầu tiên. Dung dịch cho thầy trước. 4 đáp án. Con người vô phát hiện xưa mà vẫn hay sao? Tiếp lục tìm ok. Ta là hình dáng bên ngoài. Distinct step. B là cái sự từ chuẩn của nó liên quan đến sự phát triển của nông nghiệp. Vanish. C là nó biến mất khỏi nước Anh vài nghìn năm trước. Vài nghìn năm trước. Và D là nó tồn tại lâu hơn người ta nghĩ trước đây. Như vậy đây mình sẽ thấy có hai câu liên quan đến tuyệt chủng đúng không? Đó là câu B là sự tuyệt chủng. Cả câu C nó nói về thời gian tuyệt chủng, thời gian biến mất. Còn lại câu D là sống sót lâu hơn, và câu A là nói về hình dạng bên ngoài của nó. Rồi Linh sẽ có Linh Miu. Rồi 2006 nằm đây nè. Bâu nằm đây, cái bộ xương nằm đây. Rồi như vậy Hạnh Dung chọn câu nào? Có cái... câu này thì em chọn câu C. Câu gì? Oxy. Oxy nó biến mất cách đây hàng ngàn năm về trước đó. Ở cái đoạn đầu tiên. Đoạn đầu tiên ha, coi thử coi. Rồi. Rồi. Em tìm thấy cái câu là if this is so it will bring forward the if this is so it would bring forward the cái gì đó yeah. Estimated extinction date by roughly 5,000 years. Rồi như vậy là so nếu đó là cái điều gì đó như vậy đúng không? Như vậy phải đọc trước đó một câu nữa phải không? Trước đó một câu nữa, nếu điều này là như vậy thì nó sẽ
spring forward là đi về phía trước, tức là nó sẽ đem cái con mèo này về phía trước ha, về cái phía trước, cái ngày gì, cái ngày tuyệt chủng của nó đó, dự tính đó, sẽ là 5.000 năm trước, tức là đem về trước nữa, tức là sao, bring forward, tức là không có tuyệt chủng lâu hay sao đó, đọc thử coi. Như vậy nếu mà mình ghi là vanish from 7,000 years ago thì cũng hợp lý, nói về thời gian đó hình dung. Nhưng mà Dung coi coi cái gì đó nó review, cái này là bring forward. Ở đây Dung sẽ thấy có thêm một chữ là bring forward 5.000 năm. Thấy không? Giờ mình đọc nè, mình đọc thử coi. 5.000 năm mà phải đem, và nó nói cái gì nè, 6.000 năm nữa nè Hạnh Dung. Thấy không? Như vậy Hạnh Dung đọc cho thầy cái câu mà phát hiện ra cái bộ xương đi, 2006, khi một cái bộ xương nó sau đó nó được tìm thấy ở một cái hang động ở bắc, phía bắc nước Anh. Và nó đọc một cái nữa nè, mãi cho tới khi cái cuộc discovery, cái cuộc khám phá này diễn ra, thì cái con này, cái con mèo này, presume là gì, pre là trước đúng không, nó giống như chữ gì, assume đó các bạn, assume là gì, giả thiết, giả định á, thì động từ là assume, danh từ là assumption, nhớ chữ này không, giả thiết hay là giả định. Mình nói giả sử lát nữa trời mưa thì các bạn làm gì, các bạn đi về bạn gì đây, assume ha, là giả, mình không chắc chắn. Còn cái này là gì, presume là mình giả định trước thôi, thêm chữ pre đằng trước, có nghĩa là gì, cái con này á, trước khi mà người ta phát hiện ra bộ xương của nó thì nó đã được giả định là chết, đã được chết, tức là tuyệt chủng, die out ít nhất là 6.000 năm rồi. Thấy không? Như vậy Hạnh Dung thấy cái 6.000 năm rồi phía dưới Hạnh Dung làm là 5.000 năm nữa thì nó khác gì đâu, nó khác cái gì câu si đâu, so với khám phá và không khám phá. Trước khi khám phá thì người ta nghĩ rằng nó die out 6.000 năm. Bây giờ mình đọc tiếp coi. Before, mình trắc nghiệm loại trừ bớt nha, trước khi những cái inhabitant là cư dân, những cư dân của hòn đảo này họ took up farming, tức là họ làm nông. Trước khi làm nông, vậy có cái câu làm nông, kiếm coi, làm nông nó tuyệt chủng là do liên quan đến làm nông, có không, trước đó rồi, trước khi làm nông. Như vậy là copy trước nè. Đấy rồi, ở đây nó nói về con mèo, nó là một cái con mèo có cái tai distinctive, thì ở đây mình không có nói, distinct là khác biệt ha, một cái bề ngoài của nó nhìn rất khác biệt, không thấy. Như vậy đọc tiếp coi nè. But, nhưng mà vào năm 2006 cùng với ba cái cuộc nghiên cứu khác thì nó có cái bằng chứng rất là thuyết phục, compelling ha, là cái con này và cái con Elewin gì đó thật ra là một thôi. Như vậy nếu điều này là đúng thì có nghĩa là cái tuổi mà tuyệt chủng của cái con mèo Lynx này, con Linh Miêu á, nó sẽ được bring forward là còn 5.000 năm, thay vì chết 6.000 năm thì còn 5.000 năm thôi. Như vậy câu nào các bạn? Bring forward. Như câu gì đây? Câu mấy? Câu D. Câu D nó sống ở Anh longer than trước đây, người ta nghĩ sống lâu hơn. Rồi. Vậy câu đi được không? Sống lâu hơn vậy 5.000 năm với 6.000 năm cái nào lớn hơn? Người ta nghĩ là nó chết ít nhất là 6.000 năm về trước. Đúng không? Còn cái này là 5.000 năm. Vậy nó sống lâu hơn hay là nó sống nó chết nhanh hơn? Sống lâu không? Sao vậy? Thấy 5.000 nhỏ hơn mà. À, còn kia 6.000 năm lận mà. Ừ. Thì sao? Rồi, thử coi, suy nghĩ coi bạn nào giải thích cho thầy coi. Thầy Phúc coi. Phúc làm câu này là câu gì? Điểm chưa là. Chưa làm câu này. Ok, Hạnh Dung. Dung đổi đáp án không? Câu đi thì sao nào? Vậy thì cái chỗ nào bằng với sống lâu hơn, người ta nghĩ trước đây?
Dạ, em nghĩ là như sau. Khi không nhập cái nghề kỹ sáng tức là cái năm nghìn năm trước là cái đó là năm tổng năm với cái sáng Không không phải tức cộng gì hết á. Ở đây nè, các bạn để ý cái động từ của nó là gì? Sống sót. Nó sống lâu hơn. Mà sống lâu hơn thì có nghĩa là gì? Chết sao? Chết gì? Nè, nhìn nè. Chết gì? Con này người ta nghĩ nó chết cách đây 6.000 năm mà. Bây giờ nghĩ lại, thật ra nó chết cách đây có 5.000 năm, tức là nó sống được thêm 1.000 năm nữa. Phải không? Đúng không? Nhìn đọc thì kỹ thì mới thấy đúng không? Đó. Như vậy đây là câu đi nha. Rồi. Câu số 15. What point? Cái điểm nào tác giả muốn nói đến về những cái con predator? Predator là con kẻ săn mồi. Trái nghĩa với kẻ săn mồi là con mồi. À, lúc nào thầy cũng nhắc lại như hai chữ này. Prey. Okay. Rồi. Cái nào người ta tác giả muốn nói về những cái con săn mồi lớn ở đoạn số 3. Rồi, thử coi Ngọc Huyền dịch cho này 4 câu. Em thưa thầy, câu A là họ sự hiện diện của chúng có thể làm tăng cái sự đa dạng sinh học. Chúng có thể gây nguy hiểm cho hệ sinh thái địa phương. Hành vi của chúng có thể thay đổi tùy theo môi trường. Chúng nên được đưa trở lại những khu vực mà chúng Chúng mà chúng có nguồn gốc từ đúng không? có nguồn gốc từ đó. Ok. Reintroduce sau khi nói về động vật mà các bạn có người ta nói cái chữ reintroduce là mình hay dịch là tái giới thiệu ha. Thật ra đối với động vật có nghĩa là tái mình đưa nó lại từ một cái nơi nuôi nhốt ví dụ vậy, mình đưa trở lại tự nhiên thì người ta gọi là tái giới thiệu lại ra ngoài tự nhiên ha. Đưa trở lại tự nhiên đó. Chỉ đưa cho nó đưa lại nhưng mà đưa ở những khu vực mà ngày xưa nó thuộc về ha. Rồi. Ok, câu nào đây? Học Huyền ha. Ngọc Huyền làm này chưa? Em chưa. Chưa làm, ok. Giờ mình chưa làm thì bây giờ Ngọc Huyền kiếm cho thầy trước mắt cái đoạn nào nó nói về cái à nó nói về đoạn 3 rồi. Như vậy kẻ săn mồi lớn là đọc đoạn số 3 nói về kẻ săn mồi lớn và tái giới thiệu. À, không. Coi kẻ săn mồi lớn có không? Kẻ săn mồi lớn đọc đoạn số 3. Nè, có cái chỗ large predators thấy không? Đó, bắt đầu mình thấy rồi thì bắt đầu mình đi kiếm coi tác giả nói gì về cái này đây. One of the most striking findings, một trong những cái tìm ra một cái kết luận mà gọi là striking. Hai chữ này rất là mạnh, rất là mạnh mẽ, một trong những cái gọi là người ta tìm thấy á, sau khi nghiên cứu á, mà kết quả rất là mạnh là gì? Là hệ thống ecosystem. Hệ thống gì? Eco là Hệ hệ sinh thống thái đúng ạ. không? Hệ sinh thái mà không có những con săn mồi lớn thì nó sẽ behave, nó sẽ hoạt động theo một cái cách hoàn toàn khác khỏi so với những cái hệ sinh thái đồ số này sẽ đại diện cho ecosystem. So với những hệ sinh thái mà retain, như vậy chữ retain này nó sẽ là nghĩa gì đây? Nó đang so sánh. Khi mà các bạn gặp một kho so sánh và các bạn không biết nghĩa của các chữ, thí dụ chữ retain, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái phía trước, cái vế phía trước cái so sánh để các bạn đoán nghĩa được. Nó nói là gì?
cái hệ sinh thái mà không có những con này nó sẽ khác với hệ sinh thái mà retain mà không có là thiếu à? Mà có chứ, đúng không? Chữ này sẽ là có nè, retain là giữ lại à. Như vậy chữ này sẽ trái nghĩa với chữ without. Rồi, Huyền đó, chỗ đó đó. Xong rồi đọc tiếp coi còn gì nữa không. Đó là kết luận của tác giả đó. So sánh lại với đáp án. Some of them, them ở đây đại diện cho predators, những con săn mồi lớn. Drive, dynamic processes, drive là lái xe. Động từ này có nghĩa là thúc đẩy. Thúc đẩy những cái quá trình đa dạng, dynamic, năng động đa dạng. Mà làm gì đó, food chain là, chain là gì? Chain là cái chuỗi, right? Cái vòng, ok, food chain là cái vòng thức ăn, chuỗi thức ăn. Rồi, và nó creating, nó tạo nên cái gì đó, đúng không? Niches, mình không biết. Cho hàng trăm loài, mà những cái loài đó, otherwise các bạn. Chữ otherwise nghĩa là gì? Khi mình thấy chữ otherwise, mình dịch là gì? Thì là gì Phúc? Nếu không thì if not, nhớ chữ này ha, tức là nếu mà không có cái gì, cái loài này thì những cái niches này thì những con này nó sẽ bị struggle to survive. Struggle là gì? Nghĩa tốt hay nghĩa xấu? Không có cái đó thì những con này nó như thế nào đó sống sót, nó khó mà sống sót được. Chính xác, struggle ở đây có nghĩa là đấu tranh ha. Ví dụ như các bạn gặp một cái bài các bạn thấy khó quá thì các bạn có thể sử dụng chữ I struggle to do it, I struggle to find a solution, struggle to find an answer. Còn em gặp khó khăn trong việc tìm câu trả lời, tìm đáp án. Struggle là như vậy ha. Rồi, như vậy con này làm là gì đây? Sao lên? Loại trừ bớt. Nhớ trắc nghiệm loại trừ được con nào? Copy lại được không? Nó gây tổn thương cho hệ sinh thái có không? Nó đem lợi ích đúng không? Lại copy. Rồi. Cái hành vi của nó có thể thay đổi tùy theo môi trường. Hành vi thay đổi tùy theo môi trường có không? Nó thấy đâu? Lại câu C. Rồi. Giờ chỉ cần một trong hai câu này, có hai cách, một là các bạn chứng minh một trong hai câu đúng, hai là các bạn chứng minh một trong hai câu sai thì câu còn lại đúng. Xong. Suy nghĩ coi, thầy mời một bạn nha. Ok, Thiện Nhân ở nhà làm bài cho thầy chưa? Nghĩ lẽ nhiều nè. Chưa làm bài. Chưa luôn hả? Sao vậy? Rủ anh Chí làm bài chung. Nhớ nha, Nhân nhớ ráng làm bài nha. Ok, thầy coi coi. Rồi, Hoàng Phúc đi. Dạ. Phúc thử coi câu đó là sao. Câu 15 đó, một trong hai câu đó. Thiên Phúc chọn được chưa? Rồi, được rồi luôn. Ok, rồi Hoàng Phúc suy nghĩ. Cho Thiên Phúc làm trước. Coi gì? Không à. Cái sự tồn tại của nó có thể làm tăng sự đa dạng sinh học. Tăng không? Tăng là cái này đúng không? Nó tạo nên cái gì cho những sinh vật khác đúng không? Mà nếu không có cái đó là chết đúng không? Có nghĩa là ok, giúp đỡ cho những sinh vật khác, đúng rồi, chính xác. Rồi. Ok. Ở đây có chữ resonate các bạn. Không biết thì thôi ha. Resonate hồi xưa học vật lý là hiện tượng cộng hưởng. Các bạn không biết cộng hưởng thì thôi, biết cộng hưởng không Phúc? Biết đúng không? Đó là chữ resonate ha. Rồi. Cộng hưởng tức là gì các bạn? Tức là nói về sinh vật. Cộng hưởng nghĩa là sống chung với nhau đúng không? Những con này sẽ tác động qua, tác động lại với nhau. Đó. Rồi, câu số 16.
tác giả nói cái gì về cái việc bảo vệ, bảo tồn của người Anh ở đoạn số 4. British Conservation. Đây, đoạn số 4 nè. British Conservation. Tác giả nói gì? Câu A, nó đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu. Câu B, nó đang thay đổi chuyển hướng. Rồi một cái là thua luôn, thất bại. Một cái là chuyển hướng khác. Một cái nữa là nó đã approach là cách tiếp cận. Nó đã sử dụng một cách tiếp cận sai. Misguide. Miss là nghĩa xấu đúng không? Sai lệch. Guide là hướng dẫn, tour guide. Rồi và cuối cùng là nó tập trung vào những cái con mà gọi là phổ biến nhất ha. Rồi một cái là thất bại, một cái là chuyển đổi hướng, một cái là sai lầm, một cái là nó tập trung vào một những cái con mà gọi là phổ biến nhất. Rồi Linh đang được không? Chưa làm. Ok, vậy suy nghĩ ha. British Conservation nè. Và nói về chữ suggest có nghĩa là tác giả sẽ rút ra kết luận gì. Cái findings này, những cái phát hiện này, nó đã cho có một cái challenge, thách thức rất là lớn đối với cái British. Và đọc ở đây, British Conservation nó thường là gì đó. Đây, những cái conservation này nó selected, nó thường là nó chọn những cái arbitrary là gì. Chữ này cũng hay lắm, thường các bạn hay sử dụng, không thấy chữ này nhiều, các bạn sử dụng chữ random. Random là gì? Ngẫu nhiên, thì chữ arbitrary cũng là ngẫu nhiên. Đọc hai chữ đi ha, một từ nào mình cũng biết được hai chữ là ít nhất. Arbitrary tức là những cái bảo tồn của người Anh á, thì họ sẽ chọn ngẫu nhiên những cái cây và những cái động vật ha. Và rồi để mà prevent them from changing, rồi để mà ngăn chặn những cái này nó thay đổi. Rồi và nó try to preserve, bảo vệ cái thế giới sống như là nó là một cái cho cái lọ pickle là học rồi. Pickle ngày Tết, cái lọ gì, lọ dưa, dưa muối á ha, lọ dưa muối vậy, không cho cái gì đi vào và không cho cái gì đi ra, giữ thiên nhiên trong một cái trạng thái phát triển mà giống như là bị kìm hãm, bị bắt. Arrest là bắt đúng không, bị nhốt đó. But như vậy, thấy chữ but nó quan trọng không? Nhưng mà như vậy đây, như vậy các bạn thấy ở đây là cái gì? Cái phía trên là phải cái cách thực hiện của cái những cái người bảo tồn của người Anh không? Người ta bảo tồn bằng cách người ta bắt nhốt những con đó lại, không cho con nào ra hết, không cho con nào vô hết. Nhưng mà cái hệ sinh thái nó không phải chỉ là merely bằng với only ha. Chữ merely này các bạn phải nhớ là bằng với only, nó không chỉ là sự bộ sưu tập, sự tập hợp của những cái loài, mà nó còn có những cái mối quan hệ relationship đa dạng ha, và thay đổi giữa những cái con này. Right, đó. Như vậy theo các bạn đọc tới đây, chọn cái nào? Nó thất bại, nó đang thay đổi hướng đi, nó đã sử dụng một cách tiếp cận sai, nó tập trung vào những cái con phổ biến nhất. Đó. Sao Thiên Phúc, Hạnh Dung, Linh, câu C, một bạn làm câu C, Linh đang suy nghĩ được không? Lát nữa thầy gọi lại nha. Rồi, Hạnh Phúc. Có một bạn làm câu C, còn em thì sao? Thầy dịch cho các bạn rồi. Câu gì? Chưa ra hả? Lại trừ bớt. Phúc nhớ trắc nghiệm mình phải lại trừ. Nó thất bại trong việc đạt được mục tiêu. Trong đây có chỗ nào liên quan đến thất bại hay không? Nó đã thay đổi hướng đi, có hay không? Đúng không? Rồi Phúc suy nghĩ thêm coi. Phúc được không? Hay là cần thời gian suy nghĩ thêm thì thầy để cho Phúc suy nghĩ thêm hả? Thiện Nhân nè. Nhân. Dạ. Yeah. Ok không? Nghĩ là câu C. Câu C luôn. Ok, nó đã tắt một cái cách nó sai lệch đúng không? Sai lầm. Rồi. Linh Đan. Cần. Vân vân cũng được.
vâng vâng câu C của đây lại được hai câu ha, AB. Ok, câu D nó nói là nó tập trung vào cái con, những cái loài mà lan rộng, loài nào nhiều nhất ở đây có không? Ở đây nó chỉ nói những con săn mồi lớn thôi, chứ nó không có phải là nó tập trung, tại vì mình đọc đây là nó sẽ selected bất kỳ con nào, đúng không? Chứ không có tập trung vào những con nào mà phổ biến nhất. Như vậy câu đi loại chỉ còn mỗi câu C thôi. Câu C đã đang nói về, các bạn thấy cách thức làm không? Nó sẽ let, mình không cần dịch mình cũng biết ha, mình không cần những cái từ mà arbitrary. Nó là gì? Nó thường nó chọn cái cây, là thầy sẽ sử dụng những cái từ mình biết, chọn những cái cây gì đó rồi để ngăn không cho nó thay đổi. Nó đã cố gắng preserve, mình biết bảo tồn cái thế giới giống như là cái gì đó, không cho cái gì vào, không cho cái gì đi ra, giữ môi trường, giữ tự nhiên theo một cái gì đó. Nhưng mà hệ thống nó không phải như vậy, có nghĩa là đây là cách làm nè, nhưng mà không phải như vậy, cách làm nó là sai, xong đúng không? Đó câu C được không Hạnh Phúc, em hiểu không? Yeah, right. Ok, protecting large areas, bảo vệ những khu vực lớn dưới biển khỏi commercial fishing, là việc đánh bắt cá ha, thương mại, tức là đánh bắt để bán đó. Như vậy mình bảo vệ một số khu vực không cho đánh bắt cá luôn sẽ dẫn đến việc gì? Câu A, B, C, D, Hành Dung dịch cho này bốn câu này. Practical benefit for the fishing industry. Lợi ích thiết thực cho mình đánh bắt cá. Đúng rồi, lợi thiết thực cho ngành bắt cá. Ok, tiếp. Một số tổn thất, một số thiệt hại ngắn hạn cho ngành đánh bắt cá. Tiếp. Sự phản đối rộng rãi từ những thay đổi nhất định về kỹ thuật trong ngành đánh bắt cá. Ok, như vậy đây mình sẽ thấy có một câu liên quan đến lợi ích, mà câu B và câu C là liên quan đến mất mát cho cái ngành này, và câu C là chống đối từ cái ngành này, và câu D là thay đổi về kỹ thuật. Rồi, ok, câu 17 at C nè, protecting large area nè các bạn, commercial fishing nè, có đầy đủ hết. Rồi, Hạnh Dung làm được câu này không? Đoạn này là đoạn mấy? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, như vậy, nó làm cái gì đó? Đó, nhìn câu 17 coi, Hạnh Dung suy nghĩ thử coi, làm Hạnh Dung làm câu 17 chưa? Như vậy mình có tốt hay xấu? Ừ. Tốt hay xấu? Câu A. Câu A là nó đem lại tốt, lợi ích. Đâu? Dạ. Yeah. Chỗ nào? Dạ là em thấy ở cái đoạn số này nè. Có cái câu this policy would also greatly boost fishes in surrounding seas. Ok. Và cái sau đó nữa là thấy là đúng rồi. Đúng rồi, như vậy chữ boost ở đây mang nghĩa tốt. Boost là đẩy mạnh những cái sự đánh bắt ở những khu vực biển lân cận, surround là xung quanh, lân cận. Đúng rồi, và ở đây mình đọc, nếu mình thấy nữa mình sẽ thấy là nó protect. Và như vậy chúng ta sẽ once more, chúng ta có thể thấy một lần nữa cái mà văn học ở thế kỷ thứ 18 đã mô tả, là những con cá rồi, ha, những cái đàn cá rất là lớn, vast là lớn, nó bị theo đuổi ha bởi những cái con cá khác, và trong tầm mắt của English shore, tức là bờ biển, tức là ý của nó là gì, cấm bắt như vậy thì cá nó phát triển nhiều hơn, mà mình thấy cá nó tung tăng, nó bơi lội, nó đuổi theo nhau ha. Và các bạn có thể đọc câu phía sau cũng được, tức là những này là những lợi ích chính xác. Hey. Rồi câu số 18, theo tác giả cái điều gì phân biệt, có cái chữ là rewilding ha, wild là hoang dã, re là tái, tức là nó bằng nghĩa với chữ gì, reintroduction,
tái đưa ra lại tự nhiên, đúng không? Cái gì phân biệt ha, distinguish là phân biệt, và thường nó sẽ đi với giới từ from, phân biệt ca cái việc đưa ra tự nhiên với lại những chiến dịch môi trường khác. Thứ nhất, mục tiêu nó dễ đạt được hơn. Thứ hai, những người mà supporter, những người ủng hộ á, là những người đó người ta sẽ articulate, tức là người ta sẽ hiểu biết ha, nhiều hơn. Và positive message, cái thông tin, cái thông điệp á, thông điệp tích cực thì nó lôi cuốn hơn. Cuối cùng là nó dựa vào những cái về khoa học, đúng không? Và có chữ sounder, sound không phải là âm thanh nữa ha, mà mình có thể dịch là gọi là tốt hoặc là chắc ha, chắc, tức là mình dựa vào những cái bằng chứng về khoa học rất là chắc chắn ha, sounder. Rồi mình có thể mình nhớ bằng cách là nghe cũng được đó, sound ha, nó nghe cũng ok là bằng. Rồi câu 18 như vậy, coi theo tác giả nói, kiếm chữ rewinding đây, rewinding. Như vậy so với những chiến dịch khác có cái chữ gì các bạn? Green movement. Movement là phong trào, nhớ chữ đó ha. Movement sẽ bằng với campaign, chiến dịch. Phong trào xanh thì bằng với environmental, là môi trường đây. So sánh nè, Dan nè. Đó. Thấy không? Rồi, thử xem. Câu số 6. Và rather than nè. Đấy. Environmental movement in which campaigners articulate what they are for rather than only what they are against. Ha. Rồi, thử coi one reason là gì đó, nhưng mình có thể mình loại trừ bớt. Rồi, Ngọc Huyền. Huyền làm chưa? Em cho thầy, em chọn câu này là câu trừ bớt cũng được. Em nghĩ là câu C ạ. Câu C, tại sao? Thưa thầy, nó ở đoạn đoạn 6 hay đoạn 7, đoạn 6 nè, đúng không? Ở đoạn thông điệp của nó. Rewinding đúng không? Đoạn 6 á Huyền. Cái gì sẽ là cái khác biệt? Sao Huyền không thấy hả? Em có thể là đoạn mà one of the reasons đến hết đấy ạ. À, ok. Một trong những lý do tại sao người ta enthusiasm là cái sự nhiệt huyết cho cái việc, tức là người ta mong muốn người ta làm cái rewilding, tức là đưa động vật trở lại tự nhiên, nó lại lan tỏa rất là mạnh, rất là nhanh ở nước Anh là gì? Là bởi vì phong trào này nó giúp tạo nên một cái tầm nhìn inspiring, truyền cảm hứng hơn ha, là những phong trào, những cái lời hứa, usual promise, những cái lời hứa lúc nào cũng hứa của các phong trào khác. Ví dụ như người ta hứa gì? Follow us, cứ theo chúng tôi và thế giới sẽ trở nên ít tệ hại hơn là nó đã từng, đúng không? Nó đã, if not have been ha, it would have been otherwise. Tức là nếu không có chúng tôi thì nó cũng đã tệ rồi, thì theo chúng tôi thì thế giới nó sẽ ít tệ hơn. Ý là như vậy. Nhưng mà cái inspiring của cái rewinding nó sẽ mạnh hơn. Như vậy cái positive message, đúng không? Thông điệp của nó sẽ thu hút hơn, lôi cuốn hơn. Câu C, đúng rồi. Có một số bạn sẽ làm câu B. Để các bạn thấy được, chỉ supporter thì những cái người mà ủng hộ cho phong trào này thì articulate, là hiểu biết, hoặc là lưu loát, nó năng lưu loát hơn là sao? Đọc thử nha. Rewilding là một cái ví dụ hiếm, rare là hiếm, của cái phong trào bảo vệ môi trường, mà trong đó cái người campaigner là những người mà làm cái phong trào này,
người ta có thể nói lưu loát được cái mà họ ủng hộ for, ha, for, chứ không phải là chỉ nói về cái mà họ chống đối. À, như vậy họ sẽ nói được về mục tiêu của họ chứ không phải là nói về cái sự chống đối không so với các phong trào khác. Đó là một ví dụ. Câu B nghe cũng có vẻ hợp lý đúng không? Và câu, nhưng mà câu C nó sẽ so sánh rõ hơn là rewinding. Còn cái này á các bạn, câu ở phía trên á, nó chỉ là nói một cái đặc trưng của cái phong trào này thôi. Còn câu C này nó mới so, câu phía dưới one of the reason là nó mới so sánh với các green movement khác, thấy không? Nên câu C sẽ hợp lý hơn câu B ha. Rồi. Appeal là hấp, lôi cuốn ha, bằng với inspire là truyền cảm hứng. Ok, trắc nghiệm xong. Rồi, này lấy điểm. Reintroducing the links to Britain. Đưa cái con linh miêu trở lại nước Anh. Có rất nhiều lợi ích trong cái việc mình đưa những con này trở lại Anh. Mặc dù là không có bằng chứng là những con này đã từng put chấm 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 in danger. Nó có thể giảm số lượng của một vài cái gì đó mà cái dân số của nó tăng quá nhiều trong những thập niên gần đây. Rồi, kiếm con links, kiếm thập niên gần đây, kiếm cái con nào dân số tăng quá nhiều đi. Rồi, và mình lướt, mình sẽ coi coi trong đoạn văn số 7. Không khó ha. Rồi. Câu số 19, 20, 21 tùy các bạn. 20 đây, 19 và 20. Rồi, câu 19. Cái này coi coi. Để coi bạn nào. Hạnh phúc là chưa, hạnh phúc làm chưa? Dạ rồi. Ok, 19. 19 em chọn là E. E, humans. Tức là không có bằng chứng nào con này đem nguy hiểm cho con người. Nghe cũng có lý đó, chỗ nào? Đúng rồi. Dạ. Yeah. The link between no risk to human being, there is more no risk. Chính xác. Ok, threat, chữ này là threat, mối đe dọa. Cái con này nó không đem lại mối đe dọa gì cho con người cả. Không có ví dụ nào ha, instant là ví dụ đó, example đó, của một cái con đó praying. Các bạn nhớ chữ pray là nãy thầy gọi là con mồi. Nhưng mà nếu mà động từ nó trở thành săn mồi ha, săn con người cả, không có biết, tức là không có nguy hiểm. Đúng rồi, human có S, giỏi. Nó sẽ giảm cái số lượng của cái con gì đó mà cái số lượng của nó tăng quá nhiều trong những năm gần đây. Phúc. Câu 20. Câu B. Câu D. Những cái con hoang dã số lượng tăng quá nhiều, có không? Nè, nó là một cái kẻ đi săn chuyên nghiệp cho những con hươu. Một cái con, những cái loài, một cái loài mà nó đã bùng nổ, exploded, bùng nổ trong những năm gần đây. Đúng không? Chính xác. Như vậy gọi là con hươu. Đây là thêm một con nữa, con deer, cicadil and exotic. Exotic là ngoại ha, ngoại lai. Những con ngoại lai mà gần như là con người không thể nào kiểm soát được con này luôn. Tại vì nó trốn ở trong những cái khu vực, những cái cây, cây non mà impenetrable ha. Các bạn có động từ penetrate. Penetrate là xâm nhập. Vậy impenetrable là những cái khu vực mà nó trốn mà con người không có vô được, không có xâm nhập vô được. Đó. Như vậy, đây là wild animals hay là farm animals? Nó là wild đúng không? Farm là những con nuôi được trong trong nông trại. Như vậy con này là con đi, ok. Rồi. Và nó phải có S đúng không? Rồi, tiếp. Nó cũng đưa ra chỉ có một cái mối đa dạng rất là nhỏ cho cái gì thôi. Với điều kiện là provided ha. Với điều kiện là if á, những con này nó được tránh xa khỏi nơi cư trú của con này thì sẽ an toàn. Như vậy nó sẽ không gây hại cho cái gì mà những con này nó phải tránh xa chút xíu đi thì không sao. Kiếm tiếp. Rồi, Ngọc Huyền. Dễ không? Dễ quá trời, dễ luôn. Nó không gây hại. Em có thấy là câu 21 em chọn. Có gì? F. F, đúng rồi, giỏi. Farm animals, nó không gây hại cho những con vật mà mình nuôi trong trang trại. Là ví dụ như con gì? Little rich, không có rủi ro cho con cừu và những con gia cầm khác. Right.
Rồi, ok. Tại vì những con này thật ra nó là gì? Với điều kiện là farm thì những con này phải được tránh xa khỏi rừng. Đó, ok. Tiếp, hơn thế nữa, cái chương trình này nó sẽ liên kết rất là hiệu quả với những cái initiative, những cái sáng kiến ha, để mà trả lại cái gì đó về một vài khu vực nào đó trong ở đất nước. Như vậy là đây là danh từ. Phải gì? Con này rất dễ luôn, Hạnh Nhung. Trả gì về lại đó. Trees. Trees chỗ nào? Y để thứ bảy. Số 7 nè, này đang là bằng 7 đây. Này là này đang 8 nha. Cơ. Em thấy có nào. Mary's well. Với lại bringing forest back to parts of our bare and barren upland. Và bring some. Cái Mary's well thì nó không được efficiently còn bring forest back to part of our bare and barren uplands thì nó là nó có nghĩa là certain areas of the country. Ừ, này mở đèn máy vậy Hạnh Dung. Ôi, đèn số 7. Đèn số 7 nè, thầy thấy nè. Single theories are the attempt to introduce Mary's well with the aim of bringing the forest. Đúng rồi, giỏi. Cái nỗ lực để mà mình đưa những con này ha, thì ở đây các bạn thấy người ta sử dụng chữ link là liên kết, và người ta sử dụng một cái động từ khá là hay, Mary là cưới, đúng không? Nó cưới rất là tốt, tức là nó liên kết rất là tốt cái nỗ lực này với cái mục tiêu là mình đem khu rừng trở lại những cái nơi mà upland, những cái vùng đất phía trên cao mà bare ha, bare, các bạn thấy cái chữ bare có nghĩa là không có gì cả. Bare thì các bạn hay thấy bare, bare feet, mình đi bộ, mà mình đi bằng bare feet tức là mình đi bộ bằng chân chân không, không có mang giày gì cả. Thì cái chữ bare này, hoặc là các bạn có chữ barely là không có, thầy chỉ cho các bạn rồi ha, barely là no hoặc là never, gần như là không. Như vậy cái này là những cái khu vực mà không có đất đai, không có cây cối gì hết á ha, thì mình sẽ gọi là bare. Ok, rồi, ok, chính xác, giỏi. Rồi, qua trang, làm đoạn số 3. À chưa, còn 3 câu. Britain, first, xoan tròn, tại vì nó so sánh nhất. Nước Anh có thể trở thành một cái đất nước châu Âu đầu tiên đưa con này trở về với tự nhiên. Rồi, nước Anh là nước đầu tiên đưa con này về với tự nhiên. Could thôi. Câu 23. 23 để coi coi chị Minh chưa. Ngọc Huyền. 23 nước Anh. Em thưa thầy, câu 23 em nghĩ là no. Tại sao? Sao no? Vậy là nước khác hả? Bởi vì là ở đoạn thầy đạo đã nói the leaves are has now been reintroduced đến chỗ đến chỗ hết câu đấy ạ. Đúng rồi, con này nó nói là bây giờ hiện nay nó đã được đưa đến những cái ngọn núi này ở Pháp, ở Đức và ở nhiều nơi khác. Như vậy không phải là nước Anh không, đúng không? Nước Anh không phải là cái đầu tiên. Như vậy câu này không thể nào là câu
yes được, nhưng mà nó sẽ là no hoặc not given, đúng không? Nhưng mà mình đâu biết nước nào đâu, như vậy mình chọn no hay not given. Ngọc Huyền, có 24 à? ừ, 23, 23, 23. Nó như vậy được không? Ừ, có. 23 cũng nó như vậy được, vậy sao em chọn no? Đọc tới đây thôi thì mình chưa biết được. Nó đã được đưa đến nước Pháp, đưa đến nước Đức. Nhưng mà nước Anh thì sao? Có hay không? Và Anh có phải là nước đầu tiên hay không? Nếu mà no thì Anh không phải là nước đầu tiên. Còn nếu là not given thì mình cũng không biết được Anh có phải là nước đầu tiên. Không có thông tin. Ở đây mình đọc mình chưa thấy thông tin nước Anh. Như vậy thì tại sao em chọn no mà không phải chọn not given cho câu 23? Sao Huyền? Có không? Tại vì Nói con này đã được đưa trở về tự nhiên ở Pháp, ở Đức và nhiều nơi khác, thì nhiều nơi khác có thể là nước Anh ở trong này sao, đúng không? Vậy thì nó ghi vần được không? Không luôn. Rồi, phút sáng sao? Nếu cây cối mà quay trở lại được với bất cứ ở đâu ở Anh thì những con này nó sẽ theo. Đúng. Tức là hiện tại có nghĩa là gì? Cây chưa quay trở về được, đúng không? Thì con mèo nó chưa vào, đúng không? Chưa có quay trở về được. Nghe hợp lý. Đọc cũng đúng rồi đó, chính xác. Có một chỗ nữa các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn. Câu cuối cùng của cái dòng đó, large scale rewilding. Những cái mà đưa về tự nhiên mà ở cái phạm vi lớn nó đang diễn ra ở mọi nơi trừ nước Anh. Anh nó chưa làm gì hết. Thấy không? Như vậy câu này sẽ thành câu no, phải không? Nó sẽ là con nước cuối cùng hay sau đó mình không biết, nhưng mà nó không phải là nước đầu tiên. No, chính xác. Rồi, câu 24. Cái sự phát triển lớn mạnh của dân số ở châu Âu của con này từ năm 1970 nó đã vượt quá dự đoán của những nhà bảo tồn rồi. Ok, 1970 vượt quá dự đoán đây. European population triple, nằm đây. Triple là gấp 3 lần. Rồi, Thiên Phúc làm luôn, đọc câu đó được là làm luôn. Câu gì? Nó thi vần, chính xác. Nó nói là dân số nó gấp 3 lần thôi, nhưng mà mình không biết là có ngoài dự đoán hay là trong dự đoán, nó không nói rõ. Nó thi vần tiếp. Sự thay đổi về thói quen nông nghiệp nó đã mở rộng cái môi trường của con này lên, môi trường sống ở châu Âu do nông nghiệp á. Chain, 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 nông nghiệp. Câu này hình dung nông nghiệp. Farming nè, có chữ farming nè. Đó. Farming. Links has been able to spread. Spread là mở rộng, lan rộng ra. Do farming nó đã left the hill. And people discover that it is more lucrative to protect wildlife than to hunt it. Do nông nghiệp nó đã rời khỏi những cái ngọn núi rồi, và người ta phát hiện ra rằng là cái gì đó để mà bảo vệ cái wildlife hơn là săn nó, bảo vệ tự nhiên hơn là đi săn. Như vậy lucrative này mang nghĩa tốt ha, lucrative là mang nghĩa là lôi cuốn, hấp dẫn. Rồi, tại vì sao? Tại vì du khách sẽ trả tiền để mà xem những con thú, thành ra là thôi đừng đi săn nữa, thay vì đi săn bán nó có tiền thì để nó làm du lịch. Đấy, con gì? Như vậy có 25 được không? Sự thay đổi về nông nghiệp, thói quen nông nghiệp đã làm cho những con này nó mở rộng cái chỗ sống nó lên. Hình dung Mẹ em nghĩ đúng rồi. Yes, như vậy cái thay đổi về nông nghiệp có phải bằng nghĩa với chữ farming has left the hills. Nông nghiệp nó đã rời bỏ những ngọn đồi rồi, đúng không? Người ta không còn làm nông nghiệp trên đồi nữa rồi. Yes.
Câu 26, apparent là clear ha, chữ bằng nghĩa với chữ clear là rõ ràng. Đã trở nên rất là rõ ràng là cái việc mà đưa những cái giống loài về tự nhiên nó đã có những cái lợi ích về thương mại, buôn bán đó, commercial. Rồi, thấy rõ ràng về điều đó ha. Rồi, câu này coi, 26, Ngọc Huyền. Hay sáu thì làm được không? Câu hai sáu em làm là yes. Tại sao nào? Như thầy bởi vì ở đoạn 9 thì ở câu từ đoạn là already project stuff as trees for life đến hết ạ. Provide a hint what is coming. Ra câu này nó có những lợi ích về commercial, ra các bạn đã thấy được rõ ràng là gì, bởi vì người ta phát hiện ra rằng là để mà bảo vệ wildlife thì tourist, những du khách sẽ trả tiền để xem nó, các bạn thấy không? Đó là cái phát hiện của người ta, có nghĩa là clear rồi, người ta biết quá rõ rồi ha. Như vậy câu này sẽ trở thành câu yes ha. Tái đưa nó lại về. Rồi, ok, câu này là yes, hợp lý. Qua trang, đoạn cuối cùng heading matching rồi, thấy quải rồi đó. Bỏ heading matching, qua luôn yes no tiếp nè, và one word only. Vậy làm cái nào cũng được, one word only coi được không? Nó để câu cuối ra bắt mình phải đọc hơi nhiều mới kiếm được câu 38, 39, 40 nữa nha. Rồi, bài này nói về những công ty ở Anh cần phải có một cái ban giám đốc hiệu quả hơn, board of director. Rồi, như vậy làm câu nào trước? 38, 39, 40 làm được không? Hay là làm câu phía trên, yes, no đi ha. 34 trước đi. Ở đây có chữ scrutiny. Scrutiny thầy dạy rồi. Scrutiny là xem, nghiền ngẫm, kỹ càng ha. Mình đọc một cái gì đó kỹ càng, mình nghiền ngẫm nó. Mình đọc một cuốn sách nhưng mà mình không phải đọc nhanh, mà mình đọc rất là chậm, mình đọc để mình suy nghĩ, thì gọi là scrutiny. Và người ta điều tra thì người ta sẽ xem xét những cái dấu vết, người ta nghiên cứu nó rất là kỹ, thì các bạn sẽ sử dụng động từ là scrutinize. Các bạn nói là mai em đi thi rồi em phải scrutinize my document, em phải nghiên cứu những cái tài liệu ha. Đó, scrutinize. Rồi, câu 34 nè. Cái việc mà mình xem xét rất là kỹ cái hành vi của ban giám đốc nó đã tăng. Người ta soi đó, mình hay dịch là chữ soi đó. Soi những cái hành vi của ban giám đốc đã trở nên tăng từ khi nền kinh tế đi xuống, suy thoái. Rồi, câu 34. Các bạn làm cái này chưa ta? Để thầy coi Hạnh Dung làm chưa? Làm đoạn 3 chưa? Được. 34 á, Hạnh Dung làm chưa? Chưa. Chưa, ok. À, tức là nguyên đoạn 3 Hạnh Dung chưa làm đúng không? Dạ. Ok. Rồi, Hạnh Phúc với lại Ngọc Huyền thì sao? Chưa, ok, Ngọc Huyền. Huyền làm chưa? Mày đi đâu rồi ta? Huyền. À em đây ạ. Ừ, Huyền làm được, làm, có làm bài này chưa nào? Em làm được nhưng mà cũng ít ạ. Ít à? Ok, yes no, Huyền làm chưa? Em làm được hai câu. Hai câu, ok. Vậy là phần lớn Linh Lan thì cũng chưa làm đúng không? Chưa làm tới này đúng không? Ok. Rồi, Phúc thì biết rồi, chưa làm. Rồi, thầy cho các bạn 4 câu này làm trên lớp, làm ngay tại chỗ, ở đây luôn. Rồi, 4 câu này mình thầy sẽ cho các bạn là... Ok, rồi, bây giờ là nhiều. 7 phút cho các bạn 4 câu này.
7 phút là nhiều rồi ha, bình thường chỉ có 6 phút thôi. Rồi thầy cứ để 6 phút đi, cho đúng cái các bạn phải theo cái thời gian cho nó quen. Rồi rồi làm trên lớp nè, bốn câu này các bạn. Thôi cũng làm đi. Và ví dụ câu nào quá khó đi, thí dụ làm hoài mình kiếm không ra thì mình lo mình nhảy xuống câu khác mình làm ha. Đừng có để mà mình mất hết tất cả các câu dưới ha. Ủa lắm. Ví dụ câu 35 thì thầy lại thấy câu băng nó có vẻ dễ hơn. Tùy. Và mình thầy thấy đoạn bi á, câu đầu tiên nó có chữ discontinue kìa. Thấy không? Đoạn bi ngay đầu tiên thì có nghĩa là thấy this thì nó có nghĩa là đáp án có thể nằm ở phía trước chẳng hạn. Hoặc là đọc trong một câu đó trước, nếu không có đọc trước đó một câu. This ở phía trên như thầy thấy có chữ economic downturn. Thấy không? Rất là nhiều cái keyword cho các bạn làm. Thử xem.
không? 2/4 không? 2/4. Nên đạt được con nào không? Còn một câu, ok. Ok, Ngọc, Hoàng Phúc được mấy câu em? Em được 3/4. Giỏi. Hạnh Dung, Thiện Nhân. Em được 2/4. 2/4, cái này hơi chậm ha. Rồi, Thiện Nhân. Nhân có làm không? Không chắc rồi, ok. Ít nhất là cũng được được đúng không? Ít là cũng phải làm được. Chưa chắc, chưa biết là đúng hay sai thôi. Rồi, ok. Câu 34, Hạnh Dung. Câu 34, yes. Yes, rồi, tại sao? Ở cái bạn ơi là following 2008 financial meltdown cho đến cái phần spread far and wide. Và sau the role of bank directors cho đến hết đợt. Chính xác. Đúng rồi. Giỏi. Như vậy nó nói là từ cái melt hồi nãy mình học là tan chảy, meltdown, như vậy tài chính tan chảy có nghĩa là tình hình kinh tế đi suy thoái vào năm 2008. Và như vậy là nó sẽ là gì? The search, người ta đi tìm cái lý do giải thích cho cái crisis. Crisis là gì? Crisis các bạn hay thấy crisis hiện tại là chiến tranh ha. Những cái gì crisis là những cái người ta đi tìm những cái lời giải thích cho những cái vấn đề crisis. Đang nói mình thử coi là những vấn đề gì. Những vấn đề này là xấu đúng không? Như vậy bản thân cái chữ crisis là mang nghĩa xấu đó. Nó có nghĩa là blame, người ta đổ thừa ha, đổ lỗi. Đổ lỗi. Và government, chính phủ cũng vậy ha. Những cái ngân hàng cũng vậy. Những nhà hành pháp cũng vậy. Những cái auditor. Auditor, auditor là gì? Audit đó, các bạn hay nghe cái chữ audit là, audit là kiểm toán. Những cái người kiểm toán ha, người ta đang ở trong frame. Frame là cái khung, người ta đang bị nhắm đến. Và cái vai trò của bank director và quản lý nó đã bị failure, public size failure là gì? Những cái sự thất bại mà công bố ra ngoài ha, đã bị pick over. Pick là mình cầm, mình nắm, mình chọn lựa ha, có nghĩa là người ta đang soi dữ lắm. Và có chữ examine, xem xét trong những báo cáo ha. Đó, như vậy là yes, đúng rồi. Câu 35, ngân hàng đã không quản lý tốt, quản lý sai rồi. So với cái ngành khác thì ngân hàng bị quản lý sai. Câu 35. Đúng rồi, được không? Đó. Nó như vậy. Đâu, ngân hàng bị quản lý sai. Đây có bank không? Có. The knock on effect, practical, effective, ngân hàng. Không có. Rồi, ok. Nó như vậy. Không có so sánh đúng không? 36. Linh đang làm buộc 36 không? Chưa tới đúng không? Hai câu này em làm giống không hay là khác? Giống hả? Ok, giỏi. 36 nè, Hạnh Dung. 37 là Thiện Nhân ha. Dung làm 34, 35 hả? À, ok, ok. Thôi vậy Hoàng Phúc. Hoàng Phúc, nó Phúc làm được 3 nè. 3/4. Board meeting, những cái cuộc gặp của ban giám đốc nó đã vẫn phải tiếp diễn cho đến khi gì đó, for as long as necessary to debate, cho đến khi nào mà những cái cuộc tranh luận á, để mà có thể tranh luận được, debate. Rồi. Thường là nó phải tiếp diễn cho đến khi tranh luận nó hết luôn. Rồi. Vậy câu gì? Yeah, yes. Yes luôn hả? Yeah. Sao vậy? Nào bắt đầu nào. Đoạn C. C, tranh luận. Chỗ nào bằng nghĩa với chữ tranh luận, debate? Em nghe couple. Discussion đúng không? Cope with. Ok, cope with the workload. Cope with là chịu đựng. Có nghĩa là gì? Nó nói là những cái ban giám đốc thường á,
người ta sẽ chia thành những cái committee, những cái ban, ban bệ khác nữa, hội đồng, để có thể mình giải quyết được, chịu đựng được cái workload, tức là cái mức độ công việc, mà cái này sẽ hiệu quả hơn. Nhưng cũng có nghĩa là cái ban giám đốc nó sẽ ít có liên quan hoàn toàn trong việc giải quyết một vài những vấn đề, tức là tại vì chia nhỏ qua thành những hội đồng khác rồi, thành ra là ban giám đốc cũng ok giải quyết được đó, nhưng mà cũng có nghĩa là họ không có giải quyết được hết. Và it is not uncommon, các bạn đọc not uncommon, gạch đi chữ not, gạch đi chữ un, còn chữ gì, common, rất là phổ biến là cho cái ban này last longer, cái ban kiểm toán nó sẽ tồn tại lâu hơn là cái ban chính. Đọc cũng không thấy được đúng không? Như vậy câu này câu gì? Board meeting có thể thường là nó vẫn tiếp diễn for as long, tiếp diễn càng lâu à, cho đến khi mà lúc nào nó cần thì nó phải phải có để mà giải quyết những vấn đề. Và có chữ gì, info các bạn, tức là cái ban giám đốc á, người ta sẽ phải họp để người ta giải quyết những cái vấn đề, tranh luận những cái vấn đề mà gọi là full, hoàn toàn tất cả các vấn đề đó. Bạn làm là yes có không? Câu này các bạn nhìn coi, bằng những cái cuộc gặp của board ha, các bạn nhớ đây là gặp của board chứ phải là committee. Board có nghĩa là đây nè, board as a whole, ban giám đốc, mình nói về toàn bộ ban giám đốc nằm đây, nó sẽ ít liên quan đến cái việc giải quyết tất cả một vài những vấn đề liên quan, tại vì nó được chia nhỏ ra nữa, như vậy nó không thể nào nó giải quyết full được. Như vậy câu này sẽ là not in full đúng không? Câu này sẽ là no, tại vì nó không có giải quyết được, tại vì nó phải chia nhỏ ra nữa các bạn, thấy không? Nó không có involve in fully addressing được, tại vì nó chia quá nhỏ rồi ha. Rồi, và các bạn đọc câu thứ hai, cái hội đồng committee này nhiều khi nó lại lâu hơn là cái board meeting luôn, thấy không? Last longer, kéo dài hơn là cái board meeting. Board meeting nó không kéo dài được, nó không có continue as long as necessary được, mà nó ngắn thôi. Các bạn thấy hai cái chỗ đó mình thấy không? Như vậy là câu này là no ha. Câu 37, sử dụng một cái cấu trúc committee, cấu trúc về hội đồng, nó sẽ cho phép ban giám đốc, câu này mới làm xong nè, hoàn toàn được inform, được thông báo về những vấn đề quan trọng. Câu 37 thì sao nào? Như vậy nếu mà mình sử dụng cái cấu trúc committee thì ban giám đốc có được hiểu biết hết về những vấn đề không? Không. Câu này là no. Xong. Đâu khó đâu đúng không? Khó là khó câu 36 nè. Nếu mà bạn nào không continue as long as, tức là so sánh longer, thấy không? Nói về thời gian ha. Rồi, ok, yes, not even, no, no. Rồi, 38-40 làm ha, thêm hai câu nữa đi. Làm câu 38 trước mình sửa luôn, giờ mỗi câu mình làm xong mình sửa luôn nha. 38 cho các bạn 40 giây. Trước năm 2008, những cái giám đốc mà không có điều hành thì người ta bị bất lợi do người ta thiếu cái gì đó, kiếm đi sẽ ra được thôi các bạn. Rồi, hãy cho các bạn 40 giây nha. Mình sẽ mời một bạn nào đó 40 giây thôi, kiếm một cái từ điền vào, kiếm cái ban giám đốc mà nên executive. Bạn giám đốc coi bạn, cái này là gì, lắc thiếu cái gì đó và người ta bất lợi, thiếu cái gì đó thì người ta trở nên bất lợi. Ok,
không khó đâu. Dạ, 20 giây như một cơn gió ha. Bây giờ đầu tiên kiếm cho thầy chỗ nào nói về non executive directors. Rồi, Thiên Phúc. Chỗ nào vậy ta? Tầng A, ok. Tầng A, non executive có không? Tầng A đâu có chữ non executive đâu. Phải tầng A không? Tầng D. Ok. Tầng D đâu? Câu cuối luôn. Non executive director lack nè. Đúng không? Dạ, đọc câu đó là ra rồi. However, cái gì đó có cái gì đó mà những cái người nên executive director thiếu. Như vậy, kiếm cái câu nào mà nó đang so sánh đó, cái người kia thì có, người này thì thiếu. Như vậy người kia có cái gì? Bám vô cái câu trước đã Phúc. Bám vô cái câu trước nào. Nè. Part-time non-executive lack đúng không? Em thấy cái câu đó là thiếu đúng không? Vậy em bám từ cái dot, bám ngược lên phía trước. Nó đang so sánh cái gì đây? Where the executives? Thấy không? Executive trái nghĩa với non-executive không? Non là trái nghĩa. Như vậy, executive nó gì? Have access to information. Có thể tiếp cận được thông tin mà những cái người này thiếu. Có nghĩa là gì? Thì người thiếu cái gì? Thiếu information chứ gì đâu. Quá dễ. Đúng không? Phải kiếm động từ, danh từ. Rồi. Ok. Kẻ mà kiếm đâu xa dữ. Rồi. Ok. Câu 39. 39 nữa được không? 39 là board. Những cái ban giám đốc thường có xu hướng người ta đặt quá nhiều sự emphasis, đặt nặng quá về cái on chấm 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 consideration. Như vậy có thể là tính từ. Cái mà chỉ là phù hợp ngắn hạn thôi, relevant là phù hợp, short term là ngắn hạn. Như vậy người ta đặt quá nhiều sự chú ý lên cái việc xem xét cái gì đó mà nó chỉ ngắn hạn thôi. Như vậy xem xét cái gì đó ngắn hạn thôi các bạn, quá dễ, rất dễ làm luôn á. Câu này rất dễ làm nha. Làm xong câu này về. Hoàng Phúc, em kiếm được chưa? Kiếm cái chỗ nào liên quan đến ngắn hạn đó. Hạnh phúc, được không? Thiên Phúc kiếm ra chưa? Thiên Phúc đi đâu rồi hả? Ngọc Huyền. Em chưa làm được ạ. Kiếm ra luôn ha. Chậm đúng không các bạn? Làm hơi chậm. Kiếm chữ short term ha. Rồi, Thị Nhân. Dạ, em thấy dạo này đầu cô y. Giỏi, đầu câu y. Ừ, đúng rồi. Đây có chữ longer term nè, right? Và chữ nào? Main criticism. Sắp. Short term. Đây. Đúng không? Và có chữ gì? Concentrate là tập trung vào. Tập trung quá nhiều, too much luôn nè, là bằng với place too much nè, on short term financial metrics. Như vậy điền chữ gì bây giờ các bạn? On gì? Một từ thôi. Vậy điền chữ gì? Thiện nhân. Em nghĩ là mình nghĩ đến chữ financial. Đúng rồi. Ở đây phải điền tính từ để bổ nghĩa cho consideration là xem xét.
thì nó phải tập trung vào cái vấn đề về tiền, về tài chính ha, điền financial vào đấy xong. Phúc hiểu không? Nhìn nhìn lâu quá nha. Câu 40 các bạn về nhà làm cho thầy. Rồi, về bài tập về nhà làm câu 40 và heading matching nha. Và thầy sẽ gửi thêm đề mới cho các bạn làm ha. Sách sách này mình hết rồi. Mình gửi thêm sách khác các bạn in ra ha. Và làm trước cái đề cái 27 đến 33 cho thầy để thầy ghi lại nè. Rồi, nhớ làm nha. Homework câu 27 cho đến 33 cộng với lại câu 40 của bài cuối cùng à, của cái bài cuối cùng last passage đó gọi là UK company đó. Rồi, ok, rồi nghỉ nha cả lớp.